Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Tiến Cường nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà nạp tiền vào cái thẻ dư chùa nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn bấm vào cái chữ IRI nè. Nó bảo là bỏ thẻ vô nha. Thì mình bỏ thẻ vào. Sau đó các bạn bấm Cardini. Sau đó các bạn bỏ tiền vào. Mình bỏ một mai. Sau đó các bạn bấm Cardini. Nó xác nhận số tiền đúng không ạ? Các bạn bấm Cardini. Vậy là tiền thành công rồi đó các bạn.